bắt được con rắn. Tầm cả tiếng gửi. Mấy quả sợ chạy hết rồi. Con này là rắn Hải Châu nha. Nhiều nơi thì vùng miền họ có nhiều tên gọi khác nhau như là rắn hổ vẹn, hổ hèo, gấu châu, hổ châu. Con này ngày trước mình có bắt một con và nuôi con bắt được 2.9 cho mình nuôi lên tặng 3.6 rồi. Rồi này to lắm. Con gà nó thấy lạ quá nó